Phương pháp tín nguyện trì danh Đức Phật A Di Đà để cầu nguyện vãng sinh là một cái pháp môn thù thắng, không phải ai cũng có thể tin được, và không phải ai cũng có thể đủ phúc đủ duyên để nghe được, để tin được. Thậm chí nghe đấy nhưng mà họ chưa khởi niềm tin. Vì sao? Vì chính trong kinh A Di Đà Đức Phật đã nói gì? Kẻ đó không gì ạ, không có phúc đức nhân duyên và thiện căn với A Di Đà Phật, cho nên họ không nghe. Mặc dù một người đó rất là trí tuệ, thậm chí người đó đã xuất gia lên ngôi hòa thượng thượng tọa rồi, nhưng vẫn không tin được. Vì sao? Vì cái thiện căn với họ với A Di Đà Phật không có, chưa gieo bao giờ. Cho nên với những người như thế, mình đem kinh Vô Lượng Thọ trao cho họ, chắc chắn họ sẽ không tin, họ sẽ không nghe. Và không tin không nghe thì đương nhiên họ sẽ không thọ trì đọc tụng. Không thọ trì đọc tụng thì đương nhiên sẽ không được lợi ích ở trong đó. Rồi nữa, có những chúng sinh khổ ở trong những đường ác đạo, ví dụ như đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chúng ta biết rằng qua kinh A Di Đà thì chúng ta thấy họ không có đủ công đức phúc báo để vãng sinh. Vì trong kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca nói là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà có thể được sang sinh sang thế giới kia đâu. Có nghĩa là A Di Đà Phật, Ngài tuyển chọn, lòng từ bi của Ngài giống như người mẹ thương đứa con đỏ, nhưng mà Ngài phải tuyển chọn xem chúng ta có đầy đủ tín nguyện hạnh để vãng sinh về đó chưa. Nếu chưa đầy đủ tín nguyện hạnh thì tuyệt nhiên không có phần về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên ở đây chúng tôi mới thấy rằng, quán xét sâu xa ra mới thấy rằng có mấy người tin được tịnh độ thù thắng, có mấy người hành trì và tu tập phát nguyện vãng sinh được về Tây Phương tịnh độ thù thắng. Hòa Thượng Tịnh Không dẫn lời của sư phụ của mình là Ngài Lý Bình Nam nói rằng thời mạt pháp này có hàng ngàn người niệm Phật nhưng chỉ được có một hai người vãng sinh thôi. Vậy được có một hai người vãng sinh, còn 998 người kia đi đâu? Các vị biết đi đâu? Xoay chuyển ở trong vòng luân hồi lục đạo này vậy. Mà xoay chuyển trong vòng luân hồi lục đạo mà hết phúc rồi thì đọa vào trong ba đường ác. Đọa trong ba đường ác. Cho nên á, đây là cũng là một cái điều mà chúng ta cũng phải suy nghĩ. Các tổ á, thì dạy chúng ta là chỉ cần trước khi lâm chung gặp được tăng ni hoặc Phật tử trong đạo tràng, nhất tâm đến để chờ niệm cho, và người đó cũng nhất tâm tín nguyện chỉ danh hiệu Phật được 10 câu sẽ được vãng sinh. Nhưng mà chúng ta biết thử hỏi rằng có mấy người được như thế. Thậm chí cả đời mình tu tập, nhưng đến khi chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, cái nghiệp báo oan gia trái chủ của mình nó nhiều, nó kéo đến trùng trùng điệp điệp, và nó mượn thân thể, mượn ý chí của họ hàng người thân của mình, và họ thì họ áp đặt cái việc mà tang gia của mình khi mình mất đó. Mình chuẩn bị nằm xuống một cái, họ hàng con cháu nó kéo về, nó bảo là gì? Đòi làm mình di chúc, làm theo nghi thức Phật giáo, đó là không chống kèn, không sát sinh, không khóc lóc, mà chỉ có niệm Phật và niệm Phật mà thôi. Nhưng nó bảo không. Thậm chí các vị biết có những Phật tử đến đây, chúng tôi đã biết rồi, làm cả di chúc rồi, nhưng mà vừa nằm xuống một cái, con cháu nó hủy di chúc ngay, nó không làm theo. Nó bảo là bà di chúc thì làm cho bà vui thế thôi, chứ còn thì mình phải quyết định chứ. Và nó quyết định nằm xuống một cái, nó gọi ông thầy cúng thầy mo về, nó cúng cho thịt gà thịt chó, nó cúng cho đầy trên mâm. Lúc còn sống thì ăn chay phóng sinh tu phúc, nằm xuống một cái nó đã thịt gà thịt lợn nó đầy, đặt đầy lên trên cái bàn thờ của mình rồi. Đó là gì? Đó chính là oan gia trái chủ, đó chính là nghiệp báo nó lôi kéo mình lại. Trong bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng Kinh nói là gì? Nói là khi mà mình gia đình mình có người mất á, mà cái gia đình người đó vừa đem sát sinh hại vật á để cúng tế quỷ thần á, Đức Phật nói là không được lợi một chút nào, ngược lại còn làm hại cho cái vong mà mới mất kia. Vì sao? Vì phải đi gì ạ? Đi đối chất.
trong cái cơ hội đáng lẽ thì được vãng sinh, nhưng mà phải đi đối chất. Vì sao phải đi đối chất? Vì khi mà gia đình chúng ta sát sinh hại vật thì chính những cái con vật kia, nó nói nôm na như thế gian chúng ta còn con vác đơn nó gì, nó kiện lên Diêm Vương, nó đến 10 điện Diêm Vương nó kêu gì, nó kêu oan, nó bảo tại cái gì, cái ông kia, cái bà, cái anh kia, chị kia thì tôi mới gì, tôi mới mất mạng. Và bây giờ gì, Diêm Vương cũng phải công bằng, vì Diêm Vương là Bồ Tát mà, Bồ Tát thì phải công bằng rồi. Trong kinh Địa Tạng, các vị Diêm Vương, các vị quỷ thần chủ về cai về các ngục, đó chính là các vị Bồ Tát thị hiện. Như là Bồ Tát chủ mệnh thế gian đó, chỉ còn có 170 đời nữa là gì, là thành Phật đó. Đó là các vị Bồ Tát thị hiện. Hàng Bồ Tát là đẳng giác thị hiện ra ở cái cảnh giới đó để dẫn dắt chúng sinh. Mà Bồ Tát thì đương nhiên không được thương những người theo ông, mà ghét những người thì không theo ông rồi. Mà chúng tôi cũng theo mà, nhưng mà cái phúc báo của chúng tôi kém, cho nên chúng tôi mới làm súc sinh. Nay tôi bị giết, ông phải xử thế nào thì xử, phải công bằng. Cho nên Diêm Vương bắt buộc cũng phải phải gì, cho ngưu đầu ngục tốt là đi đến để lôi cái kẻ đó xuống để hỏi tội xem. Trước khi mất ông có gì, ông có bảo người nhà làm ma to cho tôi không, để mở mày mở mặt cho gia đình dòng họ không? Bà có dặn con cháu phải giết gà mổ lợn để làm ma to để cúng bái quỷ thần để cho tôi ở dưới kia không bị đói khát không? Có chứ, cũng giống như ở trên thế gian chúng ta mà. Khi mà có một cái vụ án mạng xảy ra thì bên ngành công an, bên ngành tòa án, họ không chỉ bắt một người, mà người nào có liên quan có mặt ở đó, tiền thì gì, nhẹ thì họ mời đến, nặng thì gì, viết giấy triệu tập đến, họ nghi ngờ là có đồng phạm thì triệu tập đến để sao? Để họ tra hỏi, xét hỏi cho kỹ càng thì mới vào gì ạ, mới vào bản án. Khi đó mới ra xét xử được. Thì cõi dương chúng ta thế nào thì cõi âm cũng như thế các quý vị ạ. Cho nên rằng á, trong kinh Địa Tạng nói rằng á, nếu mà gia đình chúng ta với có người nằm xuống mà con cháu người thân sát sinh hại vật, người đó cho dù có công đức tu hành rất lớn, đáng lẽ được đi vãng sinh ngay, nhưng mà do người thân không hiểu biết làm những cái việc đó, khiến cho cơ hội vãng sinh của người đó bị dừng lại. Ví dụ như A Di Đà Phật đang chuẩn bị đến để phóng quang minh tiếp rước chúng ta, nếu chúng ta là hành giả tịnh độ, ngài đang chuyển về đến thì ngài thì lại thấy con cháu chúng ta sát sinh hại vật, mấy con lợn, mấy con gà, thậm chí cả con trâu con bò lên đấy chẳng hạn, hoặc là bao nhiêu những sinh linh nhỏ bé bổ câu xe sẻ vân vân đem về để làm thịt, để giết mổ, trong khi gia đình chúng ta mất như thế chẳng hạn. Thì A Di Đà Phật có phóng quang tiếp dẫn đi chăng nữa, nhưng mà lúc đó thập điện Diêm Vương cử sứ giả đến bạch với A Di Đà Phật rằng á, xin Đức Thế Tôn, trường hợp này là chưa cho đi được, vì con đang có đơn kiện ở dưới kia kìa. Cho nên là A Di Đà Phật thấy như vậy thì đương nhiên nếu mà ngài cứ rước đi thì đương nhiên là gì, cái quy luật nhân quả ở trong thế gian này bị đảo lộn hết, đúng không, đảo lộn hết. Cho nên A Di Đà Phật trong kinh chúng ta phải nhớ về Đức Phật nói rằng gì, phải đầy đủ thiện căn này, phúc đức này, nhân duyên này, đầy đủ ba yếu tố này thì mới A Di Đà Phật mới đến tiếp rước vãng sinh, chứ không phải là ai cũng vãng sinh được đâu. Chúng ta nhớ Hòa Thượng Thỉnh Không nói là dẫn lời của sư phụ của ngài là thời mạt pháp 1000 người tu hành chỉ có đến được 1 hoặc 2 người mà thôi. Muốn biết là chúng ta có thực sự tín tâm và xả bỏ được hay không, muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được phải gì ạ? Trước tiên là phải gì? Phải xả được. Xả cái gì? Xả tất cả những cái gì mà cha chúng ta đắm chấp cho là gì? Cho là của ta. Đây là nhà của ta, đây tài sản của ta, đây vợ của ta, đây chồng của ta, đây con của ta, đây cháu của ta, đây công danh tiền tài của cải vân vân của ta đã làm cả một cuộc đời, bây giờ mới tích cóp được thế này, và cho nên này là của ta. Muốn biết được vãng sinh hay không, tôi có một bài toán thử rất dễ thôi, nó có thể ứng được khoảng 10%. 21 ngày mở pháp hội Địa Tạng, xả đi ở lại 21 ngày thử xem ở được không. Chắc chắn chỉ được khoảng 1/10 trong này là bạch thầy con có thể ở được.
Còn lại thì bạch thầy con gì, thôi thầy cho con kinh con về nhà con tụng. Hoặc là gì, bạch thầy nhà con ở nhà, nay con đi gì, con trốn gia đình, con không đi, đi vậy gì, tối là chiều tối là về ngay. Rồi có người thì bạch thầy, con chỉ đi được vào thứ bảy chủ nhật thôi, vì còn phải trông cháu cho, trông nhà cho con, nhà con đi làm, đủ các thứ hết. Cho nên chính vì vậy, nếu mà gì, cái ngã chưa xả được thì đương nhiên chúng ta đừng có mơ mộng đến chuyện vãng sinh. Không xả được cái sự chấp ngã và tài sản của ngã đó, tức là của ta đó, gia đình của ta, mọi cái của ta đó, thì đừng có nói đến chuyện vãng sinh. Đó, trong kinh nói là một ngày đến bảy ngày được vãng sinh, nhưng mà phải gì, dành cho người nhất tâm bất loạn. Trong kinh nói là 10 niệm lúc lâm chung được vãng sinh, nhưng mà người đó phải gì ạ? Phải đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên, cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong lúc 10 niệm đó chúng ta buông xả được hoàn toàn, một lòng chỉ cầu vãng sinh trong giây phút đó thôi. Nhưng ai dám đảm bảo khi đó chúng ta một lòng cầu vãng sinh? Chả ai đảm bảo được là khi đó chúng ta một lòng cầu đảm bảo vãng sinh cả. Mà khi đó chúng ta lại có thể nhớ đến là gì? Còn mấy cái vàng hay là mấy chỉ vàng để ở trong tủ, không biết là nó có biết để nó lấy ra nó tiêu không? Không biết thì bỏ đấy, mà mất đi thì tiếc quá. Chỉ cần khởi một cái niệm đó, đang lúc niệm Phật là gì? Mất tiêu rồi. Coi như là dầu hết đèn tắt rồi. Đó, không phải đơn giản các quý vị ạ. Cho nên phải tu, để tu từ khi còn trẻ, tu từ khi còn khỏe. Biết đến Phật ngày nào phải tu ngày đó để cho tiêu nghiệp đi. Rồi trong kinh Địa Tạng nói không chỉ bình thường đâu. Con người ta cái nghiệp mà nặng khi chết á. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói là Bồ Tát Địa Tạng dẫn chứng là khi mà con người ta mới mất, có những gì, những quỷ thần gọi là oan gia trái chủ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đời trước, nó hiện đến, nói thì nó làm, thậm chí thì những cái quỷ thần mà lớn, thiên ma, nó hiện làm giả cả gì, cả A Di Đà Phật nữa, có giả cả Phật nữa, nó hiện đến, nói thì nó rước chúng ta, và chúng ta tưởng là Phật và đi theo nó, đi ra khỏi cái thân thể một cái, đi được một chút nó quay lại, nó hiện lại nguyên hình, nó cười cạc cạc, chúng ta chả làm được gì nó nữa, thế là nó tóm, nó lôi đi. Rồi á, kinh Địa Tạng còn nói nó hiện ra là người gì, rằng là ông bà cha mẹ người thân của chúng ta, bạn bè thân thiết của chúng ta đến rủ chúng ta đi, giống như là một cuộc đi chơi á, và chúng ta lúc đó đang ốm nặng, nằm nặng lên khừ khừ ở trên giường, và chúng ta thần thức chúng ta cứ nghĩ là mình đi chơi, nhưng thực tế là gì, là oan gia trái chủ đến nó lừa chúng ta và rước đi ra khỏi tấm thân rồi. Thế là tức là thân của chúng ta chết, không quay trở lại được nữa, và bây giờ nó tự do tự tại, nó bắt chúng ta đi, đem đến trước thì nó lôi đến trước điện tiền Diêm Vương và nó mới kiệm chúng ta. Đó. Thế làm thế nào cho hết? Trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nói rằng á, bây giờ chỉ cần là gì, gặp được tranh ảnh và tôn tượng, và kinh điển bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, người còn sống ở trên đời này đó, tức là người thân đó, nhất tâm thủ trì kinh Địa Tạng từ một ngày cho đến bảy ngày, nhân đến 21 ngày hoặc nhiều hơn thì càng tốt, lấy công đức đó để hồi hướng cho những người đang ốm kia, hoặc những người vừa mới mất kia, thì đều được thoát đi khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trừ tội ngũ nghịch, trừ tội ngũ nghịch, còn lại thì đều được thoát đi hết.